Ok, hai số bạn đã trở lại với channel mình là Hành Trung Yên bên đây ha. Chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo của series chạy gáp mọi người. Và hôm nay mình sẽ chạy con Lexus 500 nha mọi người. Lexus LC 500 ha. Đó, đây là phiên bản Sport của dòng Lexus nha các bạn. Đây, và con này hồi nữa mình sẽ đi mình binh cho nó lên match match đồ chơi với các bạn. Tại vì con này á nó đã được bản độ của LB về các bạn ạ. Mình mới nhập đồ chơi về rồi. Hồi nữa mình sẽ chạy tới gara để mình độ cho nó nha mọi người. Đó, con này nè, đây là xe zin nha các bạn, mới khui hùng luôn á. Đó, zin của nó thì nó sẽ như thế này nha các bạn. Đây là của mẫu của Lexus ha. Tí nữa chắc mình sẽ sơn lại thành màu trắng các bạn ơi. Lexus thì mình thích nó màu trắng hơn là màu đỏ này, nhìn nó không có khoái lắm các bạn ơi. Mình quen với Lexus kiểu mà nhìn màu, một là màu đỏ, hai là màu màu đen. Một là màu trắng, hai là màu đen, ba là màu kiểu màu kem các bạn, màu hơi xám xám một xíu các bạn. Thì Lexus là dành cho gọi là sự sang trọng các bạn ơi, dù thể thao nhưng mà mình vẫn muốn cho nó sang trọng. Còn những con như Ferrari ha, Lamborghini thì chúng ta có thể quất mấy màu này được, còn con này quất màu này hơi mẹ hơi phèn các bạn, nói nhìn nó hơi kiểu mà nó sến đó. Mặc dù nó vẫn thể thao nhưng mà gắn cái logo Lexus vô thì nhìn nó hơi sến các bạn ơi. Ok ha, để review sơ sơ các bạn. Đó, đầu đèn phía trước nè. Bạn nhìn có thể thấy là cái nắp capo của chiếc xe Lexus này rất là dài luôn các bạn. Khoảng cách từ cái cabin nè các bạn cho tới cái mũi trước nè, phải gần một mét mấy luôn các bạn ơi, dài lắm. Đó, đây là cái bộ mâm ha, mâm này mâm Michelin ha, Defender các bạn. Mâm này hình như là mâm không guộc hay sao á, chạy chống thủng lớp. Đó. Còn đây là cái cản ga lăng phía trước ha, nhìn là biết Lexus rồi các bạn, che logo lại các bạn nhìn cũng biết nữa nè. Bạn nhiều có nhiều chiếc cam ghi các bạn độ cái logo Lexus vô đây với mặt ga lăng các bạn, rất là hài luôn. Đây, đây có một cái đèn LED ban ngày ha, còn đây là hệ thống đèn pha của xe. Và đây thì có một cái gọi là cái sườn các bạn, cái body nó ốp vô ha. Đó, cũng chưa có nhiều nét thể thao lắm. Đây là đèn hậu ha, 4 bô. Biển số 448 ha các bạn, khá là đẹp. 6 nút. Rồi, ok, để mình vô nội thất cho bạn xem ha. Cửa sổ trên là full carbon nếu bạn không có cửa sổ trời. Đó, tiếng máy của xe ha. Đây các bạn, đây là bảng đồng hồ của Lexus ha. Rồi. Nội thất nữa các bạn. Ui, nội thất tuyệt vời các bạn ơi. Nội thất quá đẹp. Nhìn quá sang luôn các bạn. Cái vô lăng Lexus các bạn nhìn sang ghê ha. Đó mọi người thấy không? Ở đây có hai ghế nhỏ người sao đó mọi người. Nhưng mà mình nghĩ ghế này chắc dành cho trẻ em á, người lớn ngồi không nổi đâu. Rồi bây giờ mình sẽ chạy tới chỗ binh xe nha các bạn, để mình binh con Lexus này lên ha. Đó, cái đèn hậu phía sau của nó cũng khá là chất á. Nghe tiếng bô xương xương các bạn xem ha. Ôi ôi, xe vẫn còn 100 mã lực zin nha mọi người, mình chưa đội nha. Ôi, má mới lấy ra đường mà bị đụng cái mà chưa quen xe bạn ơi. Chưa quen xe nó làm phát mà chạy hết xe rồi. Bắt riêng xe luôn thôi, dù gì mình cũng có thể sơn lại xe này mà, không sao các bạn ơi, không sao, xí xó bỏ qua chừng đó đi các bạn. Thấy nước ga thì khá là giọt các bạn, ở những nước ga đầu thì khá là giọt. Đó, đây là hệ thống đèn led bên ngoài của xe ha. Xe trọng tâm khá là thấp, tí nữa mình sẽ hạ gầm nha. Nó lộn tí mình nữa chứ tí nữa mình mới đúng. Làm gì la làng với mấy cha. Hệ thống phanh thì hoạt động khá là ok đấy. Gì vậy? Tiên quẹo qua quẹt ta trời, vô duyên. Có gì chết liền á. Excuse me. Này, tới chỗ bên xe rồi đó các bạn. Đây chỗ binh xe nha các bạn, nó sẽ không hiện trên bản đồ nha mọi người. Anh gáp vui vẻ chúng ta sẽ đi binh xe rồi đi chở khách. Đó. Hôm nay mình phải nghĩ là cái phục nó hơi mềm các bạn thấy không? Nè các bạn, để mình lên xuống các bạn coi nè. Các bạn, cái phục nó hơi mềm các bạn, mình phải hạ gầm xuống thôi. Đó, nó mềm vậy nó lái nó cảm giác lái nó bị bồng bềnh các bạn. Nó chạy nó sẽ rất là im luôn các bạn. Kiểu chạy nó im nhưng mà vô cua nó không gắt. Nó với lại nó bị bồng bềnh, nó bị trong trên chiếc xe các bạn, nó không có đầm. Nhưng mà bù lại người ngồi trên xe sẽ im ha. Độ mấy cái cản trước nè. Ôi, độ thêm cái body kit phía trước nữa các bạn. Đây là màu xe, màu chung với màu xe. Đây là màu đen, đen carbon các bạn. Còn màu carbon này nhìn già các bạn, màu carbon đen này mới ngầu nè. Đó,
màu chung với màu xe thì mình thấy chung màu xe nó không có điểm nhấn rồi ơi. Cái màu carbon đen là carbon đen bóng mà hợp lý. Cái này màu đen bóng rồi ơi, carbon đen bóng, còn kia là carbon mà không có đen bóng. Đó. Đó, body kit cho xe nữa các bạn thấy không? Ok. Phải gì đây? À, này bình thường của nó là sẽ mạ chrome các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ mạ lên màu đen nha các bạn. Nhìn cho nó sport hơn ha. Đó bạn, xe này nó hơi hướng về cái mặt sang nên những chi tiết chrome trên xe rất là nhiều. Đó, độ bỏ mấy chi tiết này luôn. Cục máy nè, độ lên cục máy luôn. Fendi, đó, cái ốp body kit bên hông rồi. Ui, độ body kit ra được luôn nè mọi người. Quất luôn các bạn, nhìn cho xe nó hầm ra các bạn, nhìn xe nó hầm hố ra liền các bạn thấy không? Làm gọi là độ thân rộng như xe các bạn, nhìn xe nó sẽ hầm ra các bạn thấy không? À, đó. Quay ngầu quá bạn, quất liền. À, cái cản trước nữa bạn, cản trước mạ chrome cũng thành màu đen luôn, đen bóng luôn. Ok, má nhìn xe chiến nó liền các bạn ạ. À, nhìn nó hết già đó các bạn, thấy độ xe quan trọng không? À, nắp capo đó bạn, nắp capo gắn thêm một chi tiết. Ok, nắp capo thêm cái vảy cá hốc hơi nữa, tăng bộ phong hành cho xe luôn. Đèn, đèn à, đèn đèn zin nó khá là sáng rồi. Đèn gầm các bạn, gắn thêm bộ đèn gầm cho xe nữa. Biển số, số xanh luôn. À, màu đó các bạn, đây mình sơn màu rồi. Ui, màu vàng này nhìn chiến như vậy. Màu vàng nhìn chiến như vậy các bạn. Ui, con Lexus này đi màu vàng mà nhìn chảnh thiệt. Chảnh thiệt luôn các bạn. Ui, ui màu hồng này cũng đẹp dữ các bạn. Má con Lexus này độ lên đẹp không tưởng luôn các bạn ơi. Ngầu quá. Màu vàng, ôi màu vàng này cũng đẹp anh ta. Sao màu nào vô con này nhìn cũng đẹp hết vậy. Nét, nhìn cái ga lăng màu đen nhìn nó nét hẳn với xe luôn các bạn. Bạn thấy không, cái mâm thì mình thấy mâm này ok rồi đó. Đó, mấy màu này tối rồi, nhìn mấy màu này già các bạn, nhìn thấy già hẳn luôn cái xe luôn các bạn, mình nói thiệt luôn á. Sơn cái màu quyết định chiếc xe luôn á. Đó, mấy màu này nhìn tươi xe không? Đó, màu này thì nhìn cũng sang nữa bạn, nhìn cũng sport nè. Đó, màu này không tới nổi già. Rồi màu này nhìn già đó bạn, màu này nhìn thẳng nó già luôn. Màu này ok nữa bạn. Màu này nhìn chiến đó. Còn trắng. À, những màu này các bạn nhìn vô xe là thấy già các bạn, nhìn vô xe là thấy nó già rồi nhưng mà nó cũng có nét sang nha các bạn. Màu này màu sô cô la các bạn, nâu sô cô la. Đó, màu này thì cũng độc. Đó, độc. Nói chung mỗi ơi màu này nhìn ngầu quá các bạn. Được ha. Màu tím. Ôi màu đen nhìn chiến vậy. Màu đen carbon nha các bạn. Ôi. Full đen các bạn. Thôi nhưng mà full đen, ôi full đen cũng đẹp nhờ các bạn. Đẹp đấy. Không chạy ra mà nắng đi các bạn. Rồi không được thì vô mình sơn lại các bạn. Chẳng độ được thêm nè. Body kit bên hông nè. Đó, ok. Chẳng thêm có body kit. Cánh lướt gió luôn nè các bạn ơi. Chẳng còn nhiều đồ chơi lắm. Đó. Hạ gầm. Đó, hạ cái buộc xuống các bạn. Hộp số thể thao các bạn, hộp số super nè, turbo nè, chẳng luôn cái turbo, mâm xe các bạn, mâm thì chắc để mâm zin các bạn, mâm zin nó đẹp, rồi đi mâm zin đi các bạn, ôi, nhưng mà mâm zin nhìn nó không ấy quá, nhìn nó không sport với chiếc xe quá, thôi, quốc đại cái mâm zin đấy các bạn ơi, ok, cửa sổ à. Sổ mình dán kính đen xíu ha. Ừ, dán kính đen xíu cho nó ngầu các bạn. Rồi, má nguyên xe phu trụi đen các bạn, ngầu vãi chưởng luôn các bạn ơi. Má chiếc này đi vào đen ngầu quá. Ngầu thiệt luôn á. Các bạn nhìn nè. Đã không? Nhìn nhức cái nách đâu các bạn. Các bạn nhìn ngầu không? Ôi nó ngầu. Màu đen nó bóng nữa bạn. Các bạn đi màu đen thiệt nó ngầu thiệt các bạn. Màu đen mà đi buổi chiều tối các bạn là xuất sắc luôn. Đi mà trời không trời âm u xíu các bạn, trời mà hơi tối tối xíu á, nó sẽ đi màu đi buổi tối đi màu đen sang lắm các bạn ơi.
ban ngày đi mấy màu nổi thôi đó, chứ ban đêm nào phải đi đó, nhìn nét ghê không bạn, nhìn trời tối nhìn xe nó nét liền các bạn, nhìn xe như tấm gương vậy á. Lắm các bạn, trời tiết thôi, 9 giờ tối rồi các bạn ơi, mày phải đi trời chiều tối đó đó, mướt không các bạn, đẳng cấp thiệt chứ trời. Nó sệt này công nhận là nó bởi vậy nó có giá các bạn, nhìn thấy nó đẳng cấp thiệt. Ủa, vô buổi tối rồi hàng pha các bạn. Chữ thề gì bạn, mình mặc đèn pha chữ thề nó chữ bên các bạn, làm gì dữ man. Ủa vô đó, người 63 chạy trước các bạn. Ôi ôi, nó đẹp, xuất sắc xuất sắc. Ui trời ơi má, tí nữa là hư xe các bạn ơi, tí nữa là hư xe rồi, may là mình né kịp đó bạn, may là tôi né kịp á. Tôi là tôi đam mê xe đang giữ lắm nè, xe đẹp là mình giữ kỹ các bạn, xe mà hư rồi mình mới chạy ẩu thôi, còn nói thiệt các bạn mấy xe mới mới là mình chạy kỹ lắm, không dễ cho đụng đâu. Cái gì mà bạn chăm kỹ bạn, các bạn sẽ cực kỳ kỹ tính luôn. Ví dụ một chiếc xe sạch các bạn sẽ chạy kỹ hơn là bạn chạy trên một chiếc xe dơ. Cũng xe dơ các bạn nhìn nó cũ rồi các bạn, không có còn kiểu mà kỹ quý trọng nó nữa. Còn chiếc xe của bạn lúc nào cũng sạch thì lúc nào bạn cũng giữ chiếc xe đó cho nó mới hết. Bởi vậy trong cái tiềm thức của bạn nó đã là muốn giữ cho chiếc xe nó sạch đẹp rồi, nên bạn chạy sẽ kỹ hơn là xe dơ các bạn. Đó là một trong cái những cái mà để nhìn người các bạn. Bạn nhìn ai mà chạy xe bóng lón tối ngày là bạn biết chắc là người đó giữ xe kỹ. Mà giữ xe kỹ đồng nghĩa với việc chạy xe cũng sẽ khá là kỹ hơn những người chạy xe mà để xe dơ em nha mọi người. À, cái đèn ống ui má, vừa mới nói quẹt mẹ xe rồi bạn, ủa nghiệp quật các bạn, ủa sao lồ ê chết chữ thề các bạn, xin lỗi mọi người á, sao xạo cứ khùng hả, quẹt xe luôn các bạn, xin lỗi mọi người nha, không có ý. Nghĩ là quất cái màu khác các bạn ơi, mình nghĩ màu đen là đi ban đêm thôi bạn, còn ban ngày mình phải đi một màu nó nổi bật hơn một xíu, chẳng hạn như màu vàng hồi nãy ta đó, màu vàng bóng các bạn, màu vàng bóng đi chiếc Lexus thì nó gọi là quý tộc luôn các bạn ơi, nó gọi là vừa mà xe thể thao mà vừa quý xe tộc luôn. Rồi nhận đơn chạy gác thôi, đơn đâu vậy, má đơn tuốt trong chuồng đua ngựa luôn bạn ơi, má tại sao cái sệt nhận được cái đơn mà quải chè đậu vậy. Rồi để mình tắt xe mình giật vòng nha các bạn, để test xe cái nha. Ui xe nó đẹp các bạn, quất đủ cái sửng xe các bạn ơi, ba trăm chạy vẫn còn ổn định ở tốc độ 400 âm cua nè, hơi bay nhẹ nhưng mà vẫn ổn định các bạn, vẫn ổn áp, xe đã cán sát mặt đường rồi. Ôi ây da ây da, wow má, sệt bảo vệ người lái ghê các bạn, vẫn còn sống các bạn ơi, mình vẫn còn sống, vẫn chưa đắp chiếu các bạn ơi, ông bà gánh còng lưng các bạn. Sửa lại test lại các bạn, 400 nãy mình thấy chạy ok đó bạn ơi, xe đụng 400 mà không lật nữa bạn biết là cái độ đầm của xe đó, xe tại hạ sát gầm các bạn. Các bạn thấy không, cái gầm xe nó sát mặt đường rồi nên nó không lật được, chùi xe nó lao đi các bạn, nó lao đi như một tia chớp vậy đó. 450, ôi á đồng quá mày ơi, nó sợ làm xe chiến thiệt,
rồi, không ổn rồi đại dương ơi. Ây da. Má ơi. Má, tai nạn thảm khốc như chiếc resort các bạn. Ba người thương vong các bạn à. Không, hình như là bốn người luôn các bạn ơi. À, mình không có ý đâu bạn. Mình không có ý đâu bạn ơi. Xe 400 mẹ mắc lái. Má ơi. Ôi, xin lỗi mọi người nhiều, xin lỗi. Thật lòng xin lỗi luôn. Làm con xe các bạn. Thôi đi chạy gấp các bạn ơi. Má, tới xe ghê quá các bạn ơi. Bởi vậy các bạn thấy không, chạy qua đường mà bám vố vô mình báo đời các bạn. Trong game thôi nha mọi người. Chạy ngoài đường là báo đời vậy đó các bạn. Ghê không? Má, đụng cái là mình nói với bạn là bán xe không đủ tiền đền là đi tù vẫn sắp mặt lờ các bạn. Chạy qua đường cẩn thận á. Cảm giác đụng xong cái là nhờn hẳn liền các bạn. Ui, cái gì vậy trời? Thằng nó đứng trong lề nhảy ra ngoài đường kìa bạn, rồi chụp xe mình lại nữa. Ờ là sao? Bạn quang ức quá. Thằng khứa nó đứng trong lề mà nó tự nhiên nó lao ra ngoài đường chỉ cho mình đụng các bạn. Các bạn thấy không? Má ở đời thì chứ nhiều cái cũng mới xui rủi tới chịu sao được. Đứng trong lề nó né mà nó lao ra ngoài đường chứ nó cắm đầu vô cái bánh xe mình rồi bị cán ngang rồi hỏi sao xui. Đồ lao chứ. Khách đâu trong đây vậy? Má nào đặt ghép trong đây vậy? Má bị cho luôn các bạn ơi. À, vô tới đây đậu nè các bạn. Tại vì có má nào đặt cái đáp trong đây. Chạy các bạn. Nhìn chơi mình kìa các bạn. Má. Đặt đơn mà thấy mắc ghét luôn các bạn. Đặt vô đã làm có cứa nào trong đây đâu. Cay thiệt chứ. Chủ chiếc này các bạn ơi, phải làm chủ được chiếc xe các bạn, đừng để chiếc xe làm chủ vậy các bạn hiểu không? Hồi nãy là mình chỉ thử xe thôi. À, con này nó cũng căng lắm các bạn ơi, hiện nãy nó cũng phải có kỹ năng nha, không có kỹ năng là không nãy được đâu. Khách đâu, đừng nói con chó đi gáp nha. Đừng dẫn mặt nha, anh chơi. Nhanh vô. Tôi chụp hình các bạn, khoái. Khoái xe đẹp, chụp hình lại đi. Khoái rồi. Dễ gì quẹt. Ui. Trời ơi. Đục đít rồi. Vua mày. Không rảnh đâu. Có đứa cướp bị cướp xe đạp nhưng mà mình không rảnh các bạn. Mình tuyên bố là mình làm gì tiền các bạn ơi, nên mình không rảnh. Đi đường tắt nha. Thử cho lấy sệt leo cầu thang các bạn. Quá bạn leo qua tháng được, mình thử gieo bằng đít lên ha. Đó. Kỹ năng lái xe 30 năm nè. Đó. Không bự luôn mày ơi, đít vẫn nắp. Ôi, mẹ biển số bạn. Xin lỗi mọi người. Quẹt thêm đường nữa rồi. Má, đéo chạy gấp nữa mày, ra cao tốc mà đua. Giỏi rồi. Má xe xịn dữ nãy giờ, cuối cùng giờ như đóng ôm các bạn, tức không?
Có ghê tại nãy các bạn, nó không đặt gáp thì mình đâu bị quẹt xe đâu. Nên giờ mình phải cho nó lựa chọn cái chết các bạn. Mình sẽ chạy ngược chiều với tốc độ bạn vợ các bạn. Mình quyết định rồi, mình sẽ chạy ngược chiều. Không sợ, không sợ. Các bạn, tốc độ khó cho game. Trời ơi. Về chiều, về chiều. Ghê không, ghê không, ghê không. Ui. Nguy hiểm nhưng mà mình cầm cho được. Chúng ta còn sống. Còn sống là được anh trai ơi, đừng sợ gì hết á. Còn sống là còn chạy thôi. Chuyện gì phải lo. Mình đi lát sợt mà. Không sợ luôn mày ơi, mày không đi á. Được, em sẽ chở anh mày đi chơi. Được hả? À, anh chờ đại chiến sẽ chở anh thêm một vòng nữa. Em rất là thích những con người như anh. Ôi, cha vẫn đang ngồi cứng trên xe mày ơi. Được, em lại thích anh thêm một chặp nữa rồi. Bỏ này anh không sợ nữa, em đi bằng cái đầu. Chinga te cabrón. Dạ dạ dạ. Má sẵn đá luôn các bạn. Shit. Sẵn đá nè. Số đá của anh giấu ở đâu? Rồi xe này giống xe của công an dữ vậy. Đúng không? Để leo lên nữa thôi. Dạ ok các bạn, video hôm nay sẽ kết thúc tại đây nha mọi người. Nếu các bạn thích video của mình thì nhớ để lại một like, một subscribe để ủng hộ channel của mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều, hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Hôm nay tập review chiếc Lexus sẽ kết thúc tại đây ha. Bye bye mọi người. Anh quỷ chiếc xe này đi các bạn. Để coi cái khoang động cơ đó coi. À đây, cục máy nó đây các bạn. Khá là ok đó các bạn. Nhưng mà phải bye bye nó thôi. Lấy con xe này các bạn. Các bạn nào may mắn mua cái bánh xe nha. Bye bye mọi người.